Việc bắn đại bác và thực hiện một số nghi lễ tại quốc tang sẽ do lực lượng phòng vệ Nhật Bản đảm nhiệm. Theo Bộ trưởng Bộ Phòng vệ Nhật Bản Hamada Yasukazu, có khoảng gần 1.000 người thuộc lực lượng phòng vệ sẽ tham gia vào các hoạt động tổ chức quốc tang. Trước đó, tại lễ viếng cố thủ tướng Abe Shinzo trong phạm vi gia đình tổ chức vào tháng 7 vừa qua, lực lượng phòng vệ cũng đã tham gia Nhật Bản cũng đang tăng cường biện pháp an ninh để có thể tổ chức quốc tang một cách an toàn khi có tới hàng trăm nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Phó Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Australia, Thủ tướng Ấn Độ sẽ trực tiếp đến tham dự. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cảnh sát và lực lượng an ninh tại các sân bay quốc tế như Haneda, Narita đã tiến hành tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện những vật có dấu hiệu đáng nghi ngờ trong các tủ hành lý hay là thùng rác, đồng thời giải tờ rơi kêu gọi mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống khủng bố các nhà ga tại Tokyo cũng được tăng cường các biện pháp an ninh. Cuối tháng 8 vừa qua, thì chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định chi khoảng gần 12 triệu đô la Mỹ cho việc tổ chức quốc tang của Thủ tướng Abe Shinzo. Ngày 8 tháng 7, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bị bán hai phát khi đang phát biểu vận động tranh cử cho đảng cầm quyền LDP tại Nara. Ông Abe được xác định đã qua đời do mất quá nhiều máu. Cảnh sát cho biết nghi phạm là Tetsuya Yamaguchi, 41 tuổi, cư dân thành phố Nara, đã bị bắt ngay sau khi thực hiện vụ tấn công khẩu súng thu được tại hiện trường là súng do nghi phạm tự chế